Hoàng Gia Lai đang có được lợi thế về mặt tâm lý sau bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này của Văn Toàn. Kelly là cầu thủ đã ghi bàn. Pha lập công của cầu thủ mang áo số 12 này mở ra một thế trận rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn! Tuyệt vời Văn Toàn! Pha hợp rất hay của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ nhà. Bàn thắng và đều có những dấu ấn rất lớn của Văn Toàn. Đây thực sự là những phút giây hạnh phúc đối với các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đang theo dõi trận đấu này. Họ tấn công rất hiệu quả và cứ dứt điểm là ghi bàn. Một sự chính xác có thể nói là cực kỳ ấn tượng của Hoàng Gia Lai. Đường chuyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức. Và Văn Toàn đã thể hiện một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 đánh bại Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi rất chăm chú những diễn biến trận đấu. Ông đã có mặt tại Pleiku trong chuyến bay hạ cánh lúc 12 giờ trưa nay. Văn Thành. Shevawash. Một pha xử lý hỏng của số 10 bên phía Hoàng Gia Lai. Đó là tình huống mà Văn Toàn đã di chuyển và chờ một tình huống chuyền bóng của Shevawash. Phi Sơn. Phi Sơn đang là cầu thủ được đội khách tập trung bóng. Otis. Pha can thiệp kịp thời của Damir Memovic. Damir Memovic cùng với Kelly sẽ rất quan trọng đối với hàng thủ của đội chủ nhà trận này, khi họ phải đối mặt với một hàng tấn công có chất lượng cao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Văn Thuận. Diakite. Sâm Ngọc Đức. Hoàng Thịnh không vượt qua được Văn Thành. Văn Toàn! Phía trước mặt Toàn đang là một khoảng trống mênh mông. Chậm mất rồi. Một pha xử lý mà Văn Toàn có lẽ là không muốn chuyển ngay, bởi vì Seven Watt di chuyển không được thuận lợi và anh cũng đã bị kèm chặt. Số 9 của Hoàng Gia Lai có phần lưỡng lự. Và đó là thời cơ để cho Sâm Ngọc Đức tung người phá bóng. Tuấn Anh. Sâm Ngọc Đức vừa rồi đã tiếp tục có thêm một pha ngăn chặn Văn Toàn thành công. Trận này thì một ngoại binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Seo Yong Duk mang áo số 6. Tiếp tục là pha tranh chấp giữa Damir Memovic cùng với Jose Otis. Shevon Wash. Càng ngang. Nguy hiểm. Không có bàn thắng mở tỷ số dành cho Hoàng Gia Lai trong một tình huống đá về khung thành của một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phải chăng đó là Hoàng Thịnh? Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú quăng ngang là của Shevon Wash.
Và suýt nữa đã có một tình huống đá với lưới nhà. Hoàng Thịnh là người đã phóng biết đến được bình ngang. Trong tình huống mà Ngô Viết Phú đã suýt chút nữa ghi bàn thắng vào lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Văn Toàn dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nhưng chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Đã không có lỗi việt vị đối với cầu thủ của đội chủ nhà và bàn thắng đã được công nhận. Một diễn biến bất ngờ diễn ra tại sân Pleiku. Không ai kèm đối với cầu thủ tiền đạo của đội chủ nhà trong tiếng vừa rồi. Và Kelly là người đã ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là không hề có lỗi việt vị. Không hề có lỗi việt vị đối với Kelly. Khi mà cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng sai vị trí. Một diễn biến rất thuận lợi với đội chủ nhà Hoàng Gia Lai vừa xuất hiện. Bây giờ là một quả đá phạt trực tiếp được dành cho đội khách. Đứng trước bóng là Ngô Hoàng Thịnh, một chuyên gia sút phạt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thịnh rất căng. Bóng đã chạm vào một cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh và đi ra ngoài. Gia Lai đang có được lợi thế về mặt tâm lý sau bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này của Văn Toàn. Kelly là cầu thủ đã ghi bàn. Pha lập công của cầu thủ mang áo số 12 này mở ra một thế trận rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn. Dấu ấn rất lớn của Văn Toàn. Đây thực sự là những phút giây hạnh phúc đối với các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đang theo dõi trận đấu này. Họ tấn công rất hiệu quả và cứ dứt điểm là ghi bàn. Một sự chính xác có thể nói là cực kỳ ấn tượng của Hoàng Gia Lai. Đường chuyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức. Và Văn Toàn đã thiền một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 đánh bại Bùi Tiến Dũng. Đây là cực kỳ ấn tượng của Hoàng Gia Lai. Đường chuyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức. Và Văn Toàn đã thiền một cú duỗi mù trong khu vực 16m50 đánh bại Bùi Tiến Dũng.